đây 3 tháng các bạn, nghĩa là trồng vô trong cái chậu lớn này được 1 tháng các bạn ha. Cây sinh trưởng rất là đẹp, đất đủ dinh dưỡng nè, bạn thấy không, cao ngút. Mình cho lên tới trên này cái mình cho nó ngã ra, nó sẽ thòng xuống dưới các bạn ha. Trái lủng lẳng, trái nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy trái không đó, 3 tháng thôi đã trái rất là nhiều rồi nè, cành nào cũng có trái hết các bạn ha. Ong bướm bay lả tả luôn. Cái chú ong nhỏ đơn giản các bạn ha, cực kỳ đơn giản, táo cũng dễ trồng á, rất là đẹp. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái chậu đất để mình trồng táo. Đây là cái thùng phi 200 lít các bạn ha, mình cắt ra làm đôi, mình cắt lên đây khoảng chừng 3 cm, mình đục lỗ, mình chừa ở dưới này lại là để nó giữ nước nha các bạn nha. Đó, mình chừa lại một cái khoảng này để giữ nước nè, các bạn thấy không? Đó, cái lượng nước này nó sẽ đủ nuôi cây táo trên sân thượng của mình nha. Để giữ được nước thì mình ở đây mình sẽ xách mấy cái chai này vô, mấy cái chai này mình đã đục lỗ hết rồi các bạn nha, thì nó sẽ được giữ nước ở trong này, khi mình tưới nhiều nó sẽ giữ nước ở trong đó. Rồi, ok. Rồi, mình dùng một cái bao này các bạn, phủ lên cái lớp chai đó trước khi các bạn đổ đất nha. Thì ở dưới lớp này là nước, khi mà để cây nó lớn thì nó sẽ tìm xuống nước ở phía dưới đáy đó, nó sẽ hút nước ở dưới đáy đó các bạn nha, và nó sẽ nuôi cái thân của nó, nên là mình không có bị sợ bị mất nước. Ở giữa lớp đất ở trên và cái đó thì mình để một lớp thủy than các bạn. Giống như mình làm một lớp đệm vậy đó các bạn, cho đất nó đừng có chạc xuống dưới. Khi mình đổ đất thì nó sẽ nằm ở trên cái lớp thủy than này. Và đây là đất trộn các bạn, mình trộn sẵn ở đây. Tỷ lệ đất các bạn, tỷ lệ đất là đất thịt là 60% các bạn nha, rồi còn lại là cái này là 30% phân bò, rồi cho trấu sơ dừa trộn lại. Mình sẽ đổ một lớp đất trộn, mình trộn dưới đây nha. Ui, đất thịt nó nặng lắm các bạn ơi. Yeah. Nhìn đất ngon không? Đất ngon. Đó. Trồng cây ăn trái thì nó cần cái tỷ lệ đất thịt nhiều các bạn. Nếu mà không có đất thịt là các bạn trồng cây ăn trái rất là khó nha. Đây là một cái thùng này là mình đã ủ rác nhà bếp ở đây, nó hoai mục rồi. Giờ mình đổ cho một lớp ở giữa nha các bạn nha. Hết trong này nè. Rồi cái này từ từ nó mục nữa ha, nó hoai mục nữa thì nó sẽ tạo ra một cái phân rất là tốt cho cây của mình nó phát triển nha các bạn nha. Trong này, trong cái đất hồi nãy mình trộn các bạn là đã có phân trùng quế rồi nha, nên là trùng quế nó sẽ phát triển, nó sẽ ăn cái này. Rồi mình sẽ đổ thêm một lớp đất trộn nữa. Đúng là đất thịt bằng cố luôn. Rồi ok. Rồi sau khi các bạn để đất này xong, các bạn lấy cái bao trùm lại, ủ thêm từ 10 đến 15 ngày nữa rồi các bạn trồng nha, rất là tốt. Rồi giờ mình lấy cái bao nữa các bạn. Rồi chúng ta bao nó lại ha, trùm nó lại, xong rồi lấy cái gì đó, chậu hay là bất kể cái gì các bạn có, đè nó lại các bạn ha. Rồi như vậy là 10 đến 15 ngày sau các bạn trồng cái táo xuống là ok nhất, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi các bạn, sau khi chúng ta đã ủ đất các bạn được một tuần, chúng ta bắt đầu trồng cây táo vô nghe. Ồ tuyệt vời quá. Ok, rồi chúng ta đào một cái hố, trồng cái táo xuống. Chúng ta sẽ đào nó một cái hố thế này, sau đó chúng ta sẽ cho nó một ít cái phân dơ nguyên chất vô để cung cấp thêm cái lân cho nó nha các bạn. Các bạn lúc mà ủ đất các bạn cho luôn cũng được ha. Mình nắm thế này. Lên đây. Xuống là có thức ăn nó ăn. Đây là cây táo có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng nè các bạn nha. Đây cây này thì mình mua của bạn Phạm Trung Kiên trên cái nhóm Facebook hội trồng cây sân thượng nè. Mình trồng vô đây là được đúng 2 tháng các bạn. Đấy các bạn thấy là 2 tháng là cây nó lớn cái này nè, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình đã làm đất xong rồi, giờ mình sẽ cho nó ra chậu lớn. Vì chi khi nó cho nó ra chậu lớn thì các bạn cần phải bỏ cái bịch mà nối mắc kép này đi các bạn. Đây nè, các bạn mà không gỡ cái mối này ra thì cái này nó không phát triển được ha, nó sẽ bị thắt cái chỗ đó lại. Đó, đây là cái gốc táo dại ha các bạn ha, còn đây là cái gốc táo Thái Lan người ta ghép vào đó. Mình phải nối mở này ra thì cái chỗ này nó mới phát triển bình thường được ha, chứ còn mình thắt lại nè các bạn thấy nó bị thắt này không. Rồi ok xong, bây giờ mình trồng thôi các bạn. Cái táo cao quá. Rồi mình sẽ trồng như thế này. Rồi đặt vô đây nha. Rồi mình sẽ xoay thế đó. Thích cái thế như thế nào mình xoay như thế đó. Khi các bạn thấy cái thế nó ok rồi nên mình sẽ lắp đất lại. Rồi lắp đất lại thôi. Rồi sau khi trồng xong các bạn tủ gốc nó nha, rồi tưới nước nữa là xong. Lá táo rất là mướt, rất là đẹp, hy vọng trái táo nó cũng đẹp vậy. Rồi tưới cho độ ẩm các bạn, nước dư thì nó sẽ chứa vào cái khoang ở dưới cái thùng của mình ha, thì táo rễ nó ra nó sẽ đâm rễ xuống dưới nó hút nước. cung cấp cho những ngày hè nắng nóng nha.